Hôm nay thì ngôi nhà của Tình cũng đã chính thức là chuẩn bị vào hoạt động được rồi nha mọi người nha. Chuẩn bị vào ở được rồi. Đó, hiện tại thì là bố mình với lại là các cháu nhỏ đang đào cái rãnh nước mọi người ạ. Để ví dụ như là nước nó mưa thì nó sẽ không vào trong nền nhà mọi người. Nên là hiện tại là đang đào rãnh nước nha. Đó, còn dưới đây là cái còn đây là hiện tại là mình đang buộc cái này để làm cái lan can ở ngoài mọi người ạ. Để cho các bé nhỏ ở đây thì nó không sợ rơi xuống ao ấy mọi người. Tại vì nó cũng khá là cao nên là mình phải thiết kế làm sao cho an toàn nhất cho mọi người đó. Thiết kế an toàn đây thì là cho các bé hoặc là các cháu nhỏ vào đây chơi thì nó sẽ không nguy hiểm mọi người, chứ nó sâu như thế này nó nguy hiểm lắm. Sau khi mà mình thiết kế được một chút thì mình cũng nhìn thấy được một phần, đó là cũng gọi là tạm tạm nha mọi người. Theo như mọi người thấy thì cái ngôi nhà này của Tình nó có được không nào mọi người? Các bạn có thể là góp ý, cô dì chú bác anh chị em hãy góp ý cho Tình rằng là cái ngôi nhà này làm như thế này được chưa. Nhiều bạn cứ nói rằng là sao mình không làm cột gỗ đi mà mình lại đi làm cột cây như thế này, đúng không? Cây tre là cây lớn như thế này. Thật ra thì cái cây này nó còn chắc hơn cả cây gỗ mọi người ạ. Cây gỗ thì nó còn bị mốc nhiều với lại chôn dưới đất ấy, nó là bị thối nhanh lắm mọi người ạ. Nên là mình phải làm cái này. Còn đây là cái ngôi nhà mà mình đang review ở ngoài vào nhá. Ngoài xa xa vào một chút để cho các bạn thấy rằng là cái ngôi nhà của mình nó nằm ở đâu, vị trí như thế nào. Còn đây chính là cái ngôi nhà của Tình nhà. Đó, sau khi mà làm chưa xong nhưng mà vội quay video quá nên là thôi để một bên rồi tí nó buộc tiếp mọi người ạ. Và Tình thấy được một cái rằng là cái ngôi nhà này thì nó rất là bình yên mọi người ạ. Dành riêng cho bạn nào mà đang u sầu, đang thất tình, đang chưa có người yêu, đang buồn sầu đó mọi người, hãy đến với chỗ của Tình này nha. Chỗ này thì rất chi là bình yên, rất chi là chill chill cho mọi người đến chơi nha. Nhưng mà hiện tại thì cá nhà mình chưa lớn mọi người ạ. Được thì tầm khoảng độ là giữa tháng 11 hoặc là tháng 10 gì đó, hoặc là tháng 11, tháng 12 mọi người. Đó, thì ao cá thì mọi người hay nói là ao cá có to không, ao cá nó như thế nào mà thả hơn 1.000 con cá. Thật ra thì đây chính là ao cá của Tình nha. Cái ao này thì theo mọi người thì thả tầm khoảng bao nhiêu con nào, mọi người hãy comment lên cho Tình biết. Tại vì cũng khá là rộng nhưng mà Tình chỉ thả hơn 1.000 con thôi, mà mọi người nói là cá này ao bé tí mà thả nhiều thế. Đó, thì đấy là cái ao nha. Còn đây là trong nhà nha. Hiện tại thì mình cũng đang chuẩn bị hoàn thiện rồi, cho mọi người nhìn sơ qua trong nhà của Tình một chút thôi nha. Đây là một chút thôi, chưa hoàn thiện đâu. Đó, cho mọi người xem một chút sơ sơ như thế này. Đó, còn cái ao thì đây là cái này này. Đó, cái ao to bằng này thì theo mọi người là 1.000 con cá, hơn 1.000 con là đủ chưa? Hay là nhiều quá rồi? Nhiều anh chị em cứ nói là sao nuôi nhiều thế, đúng không ạ? Và hiện tại thì đố mọi người biết mình đang đào cái gì đây đây. Đó, hiện tại thì là Tình đang đào cái hố này để mình sẽ chôn một cái ống tre vào đây. Và mình sẽ thiết kế làm cái cửa, cánh cửa 300 tỏi mọi người ạ. Đó, mình sẽ thiết kế như thế này. Thật ra thì cái ngôi nhà này thì mình chưa bao giờ làm ấy mọi người, nên là mình cũng không biết thiết kế cái cánh cửa nó như thế nào. Các bạn cùng đón xem và cùng chờ xem là cánh cửa của Tình thì sẽ như thế nào nha. Thật ra thì cái ngôi nhà này lần đầu tiên trong cuộc đời mình làm cái ngôi nhà và làm cái cánh cửa như thế này, nên là rất chi là thắc mắc rằng là mình sẽ làm sao, làm thế nào để làm được cánh cửa của nó nhỉ. Xoay đi tính lại, nghĩ đi nghĩ lại tầm khoảng 30 phút thì mình mới bắt đầu có ý tưởng một chút rằng là cái cánh cửa thì chắc nó phải là chôn một cái ống như thế này, và tí nữa mình sẽ cho cái cánh cửa kia lên nó vào cái ống này mà mình sẽ lắc đi lắc lại thôi. Đó, thật ra nói thì khó hiểu lắm mọi người nhìn đây này. Đó, cái cánh cửa của mình này. Trời ơi, nhìn nó tồi tệ đó, mình phải móc như thế này mọi người. Đó, và soi như thế này. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Cánh cửa nhà mình đấy không phải đùa đâu đấy. Đó, đây là lần đầu tiên mình làm, mình cũng thấy rất là buồn cười nha mọi người xem này. Đó, mọi người có thể thấy cánh cửa nhà mình siêu xịn xó mọi người. Cánh cửa này là đang có giá là hơn 100 tỏi nha mọi người nha. Bao thiết kế thi công luôn nha mọi người. Đó, hiện tại thì mình đang đóng đinh mọi người, mình đang đóng nốt cái đinh này vào đây để giữ cho nó chắc một chút. Trời ơi, nhìn cái cánh cửa, ôi rồi ôi quá, thật sự là buồn cười cái cánh cửa nhà mình quá mọi người ạ. Ngôi nhà thì nó còn gọi là tạm tạm, có cánh cửa thì nó tồi tàn quá. Thật sự là người không làm thì không biết, mà phải làm thì mới có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Thì lần sau mình làm thì chắc mình sẽ làm được tốt hơn và mình sẽ làm được đẹp hơn. Rất là mong anh chị em ở trong này, bạn nào biết làm cánh cửa này thì có thể chỉ cho mình với nha. Chứ thật ra trời ơi, nhìn cái cánh cửa nhà mình tồi tàn quá, không muốn vào nhà luôn đấy mọi người. Không biết là mọi người có thấy như mình thấy không đây. Đó, đấy, nó chuẩn bị bung ra rồi này. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, mình đụng nhẹ cái thôi mà nó đi như thế này. Đấy, xịn xò chưa? Đấy, theo chân Tình vào nhà nha mọi người.
Đó, và chuẩn bị vào nhà nhưng mình phải lấy cái này nó giữ ở đây nữa mọi người ạ. Thật sự là hơi buồn cười cái cánh cửa này nha. Phải lấy cái que này hay là cái cây này nó phải giữ ở đây, không là cái cánh cửa nó lại sụp xuống mọi người. Đó, cho mọi người nhìn sơ qua cái căn nhà của mình nha. Trời ơi, vẫn gọi là chill chill thôi mọi người. Cái căn nhà này lúc mà mình buồn buồn thì vào đây chơi chơi và nghe nhạc thôi nha mọi người. Và câu cá và nướng cá ăn thì chắc là hết chuyện rồi mọi người ạ. Đây, cái cánh cửa mình đóng này. Đấy, mình kéo như thế này là mình sẽ đóng được cánh cửa này vào nhà. Đấy, và bắt đầu ngủ thôi nha. Và hiện tại thì mình sẽ cho mọi người nhìn từ xa một lần nữa này. Đó, cùng toàn bộ là đội nhóm quay video hài hước của tình vào đây hết rồi. Và sắp tới này thì cái ngôi nhà này chính là cái ngôi nhà mà đôi mình sẽ quay video cho mọi người xem nhé. Rất là mong được mọi người ủng hộ nữa nha. Và cái ao cá của tình nữa, khi nào cá to thì rất là chào đón mọi người sang đây chơi và câu cá nướng cá ăn với cả đội nhà mình nha. Cảm ơn mọi người.